Khánh Linh ạ? Em cho cô là có một hôm cô hàng xóm nhà em đi làm thì em đã giúp cô đấy cho con ạ. À, cho em bé phải không? À rồi, cô đấy là bạn Linh, bạn cũng đã biết giúp với hàng xóm nó riêng đấy, đúng nhỉ? Và cô tặng bạn một bông hoa. Nào, còn bạn nào nữa không? À, khoai ăn. Rồi, và qua hoạt động này cô thấy các bạn đã biết quan tâm giúp đỡ những hàng xóm láng giềng, nhưng không chỉ thể hiện trong bài học mà chúng ta cũng đã thực hiện áp dụng trong đời sống hàng ngày. Có những bạn đã biết giúp đỡ hàng xóm láng giềng nhỉ. Thế cô mời các bạn chuyển tiếp sang hoạt động 3 và hãy nêu ý kiến của mình là chúng ta có mẫu hôm nào không nhỉ? Sao vậy? Alo. Now what is? Mời bạn Thư nào. Em cho cô là nước có thể chuyển từ thể lỏng sang thể rắn không? Nước có thể chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được không? Được không? Bạn Thân Mạnh. Em cô, nước có thể chuyển từ thể này sang thể khác không? Nước có thể chuyển từ thể này sang thể khác không? Bạn Hồng Anh. Em cho cô, nước có thể chuyển từ dạng lạnh sang dạng đóng cục được không? À, chuyển từ lạnh sang đóng cục được không? Rất tốt. Bây giờ bạn nào có thể nêu câu hỏi chung cho tất cả những vấn đề mà các bạn lớp mình vừa mới băn khoăn thắc mắc về sự chuyển về của nước ở trong tự nhiên? Mời bạn Quang Minh. Nước có thể chuyển từ thể này sang thể khác không? Đúng không? Rất tốt. Câu hỏi thứ hai chúng ta muốn tìm hiểu là nước có thể chuyển từ thể này sang thể khác không? Rót vào đây. Chúng ta rót nước vào đây giống như cái khay đá ở nhà các bạn nhé. Các bạn đưa vào trong tủ lạnh nhé, để xong là lát nữa xem là như thế nào nhé. Thế còn đây là cốc nước nóng. Cốc nước nóng các bạn đẩy cái đĩa vào, một lát nữa các bạn quan sát. Mỗi nhóm cô giáo đã phát cho các bạn một cái nhiệt kế. Bây giờ các bạn thử đo cái nhiệt độ ở trong tủ lạnh xem như thế nào, và đo nhiệt độ ở cốc nước nóng xem như thế nào. Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con thơ dại,
lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại, lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ngại gian khó. Lời thầy cô cho cánh cho con vững bước con đi trên đường đời, dù thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô con sẽ mãi không thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn của thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại, lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ngại gian khó. Lời thầy cô chắp cánh cho con vững bước con đi trên, cầu giao điện và dây điện có lõi bằng đồng.
rất trường bằng trang bằng tay.